Sao lại vào đây em? Anh có biết đây là quán của ai không? Của ai? Của chị Tâm, bạn thân chị Khánh. Em nhớ ra lần trước chị Khánh nói là đi du lịch bất ngờ cùng hộ bạn thân, thì chắc chắn chị Tâm cũng sẽ biết chuyện gì đấy. Cho nên mình vào đây giả vờ hỏi thăm xem sao. Nhưng chuyện là có gì đâu, cần thì em cứ hỏi thẳng chị Khánh ấy. Anh nghĩ là hỏi thẳng thì chị Khánh sẽ nói à? Hôm nay ở trường em thấy chị Khánh rất bất thường. Tự nhiên lại mua đồ uống mời mọi người. Buổi trưa ăn cơm với em, cứ thúc giục hai vợ chồng mình phải nhanh có con để cho chị còn kịp bế. Em đã bảo rồi, em suy luận thì không có sai đâu. Anh thấy không, chị bảo là đi du lịch, thế nhưng mà sáng báo chiều đi luôn. Nó có giống với cái tính cẩn thận của chị đâu. Lại còn về đột xuất nữa chứ. Bình thường bà này mà đi đâu mấy ngày là phải chuẩn bị cả tháng. Em lại càng chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra với chị Khánh vào cái lúc đấy rồi. Mà có khi chị phải về sớm để đi khám bệnh nhé. Đi vào đã. Em chào anh chị ạ, anh chị muốn dùng gì ạ? Ở đây có món gì ngon em? Nghiêm à? Chị ạ. Em chào chị. Em chị ạ. Hôm nay cái Khánh đi đâu mà lại thả cho hai đứa lạc vào quán chị thế này? Này, vợ chồng em có chút việc gần đây ạ. Thế hai vợ chồng uống gì để chị order? Ở đây có gì ngon ạ? Quán chị à, rất nhiều món ngon. Nhưng mà có món sữa tươi trân châu đường đen là best seller đấy. Dạ vâng, thế chị cho em món đấy nhá. Và lấy nước cho hai anh chị đi em. Dạ vâng ạ. Cái Khánh dạo này thế nào rồi em? Lâu lắm chị không gọi điện cho nó. Chị vừa mới mở thêm mấy chi nhánh nên là công việc cũng bận rộn quá. Mới tháng trước các chị còn đi du lịch với nhau mà. Đâu ra? Du lịch khi nào? Chị à, bận tối mắt tối mũi, còn không cả có thời gian mà gọi điện chứ ở đấy mà du lịch. Thế là chị không đi du lịch cùng chị Khánh nhà em ạ? Chắc là nó đi với ai chứ. Thế nó bảo là đi với chị à? Không, chị bảo đi cùng hội bạn thân, em lại tưởng đi cùng với chị. À vâng. Cái con này làm gì có nhiều hội bạn thân đâu nhỉ? Không có gì đâu ạ. Thôi, hai vợ chồng ngồi uống nước đi nhá. Chị vào order cho khách đã. Dạ, em chào chị. Lại thêm một manh mối nữa. Theo suy luận của em thì có khả năng chị Khánh không hề đi du lịch. Chắc chắn là có chuyện rồi. Bình thường bà này rất thẳng tính, không bao giờ vòng vo như thế đâu. Em chắc chắn với anh, chị Khánh đang bị bệnh. Nhưng mà muốn giấu hai vợ chồng mình. Đi đâu bây giờ mới về? Bọn em đi uống nước à? Đi uống nước? Vâng. Này, chị đã mất công xin về sớm chuẩn bị gà tần cho hai đứa, thế mà rủ nhau đi uống nước. Chị đã dặn bao nhiêu lần rồi đã đừng có ra ngoài. Như thế có khác nào tự tàn phá sức khỏe của mình không? Hai vợ chồng em tới quán của chị Tâm. Quán của cái Tâm á? Kể cả có như thế, chị vẫn dỗi. Bọn em đã nói chuyện với chị Tâm rồi. Thì sao? Cái Tâm có hỏi thăm gì chị không? Hỏi thăm cái gì ạ? Chị ấy bảo cả tháng nay chưa gặp chị, thế mà chị lại nói là đi du lịch cùng với chị Tâm. Thế là như nào ạ?
Chị có nói là đi với cái Tâm đâu. Ngoài cái Tâm ra thì chị thiếu gì bạn? Không đi với đứa này thì chị đi với đứa khác. Con Tâm quán xá nó như vậy, làm sao mà có thời gian rảnh nó đi được. Đấy, hai đứa hầm lại gà Tần mà ăn. Chờ hai đứa lâu chị đau hết cả đầu ấy. Chị đi ngủ trước. Khổ thật tồi tệ không biết. Anh thấy chưa? Chị ơi, hỏi em ra. Ông đánh chết thằng bé mất anh ơi. Thôi em nghe chị. Ông đánh không đánh thằng bé đâu. Em về ông đánh chết em đây. Ông ấy đánh chết em không được. Thì em phải bảo vệ con trai của em chứ. Không muốn nói em không sống được. Thôi ơi, anh. Em nghe đi chị ngoan. Chị Mân. Quý ơi, là thằng Lõi bắt thằng An đi mất rồi. Chị phải về cứu nó. Chị Mân, từ từ đã. Không được, chị phải về luôn. Không là Lão ấy đánh thằng bé chết mất. Người ta vừa có mối làm ăn ngon, định ra đây kể cho vợ chung vui. Thế mà chán, không kể nữa. Mối làm ăn ngon á? Chồng đi làm cả ngày, lấy đâu ra mối làm ăn ngon đấy? Thế mới chất chứ. Làm đúng chuyên môn luôn. Thật á? Ừ. Như nào? Thì chồng hay ship cho một khách. Khách đấy lại bán hàng online. Thật tình cờ và thật bất ngờ, họ lại đang tuyển shipper ruột. Thấy chồng cũng đàng hoàng tử tế đáng tin nên họ tuyển luôn. Này nhá, mỗi một đơn họ thu khách 20.000 cho chồng tất. Cái chuyện mà người thân mình đang khỏe mạnh bỗng nhiên bị bệnh nặng, em cũng đã nghe nhiều rồi. Nhưng mà tới khi chuyện này xảy ra với chị Khánh, em cũng không thể ngờ được. Nhưng chưa rõ thực hư thế nào, không thể xác định chị ấy bị bệnh như thế được. Nhưng biết làm sao để xác định đây? Hỏi đi, chị cứ chối. Đúng là chị đang cố giấu vợ chồng mình điều gì đó. Nhưng ít nhất mình phải tận mắt nhìn thấy bệnh án hay là đơn thuốc gì đó thì mới khẳng định được chứ. Em mới nghĩ ra ý này. Ý gì? Em nói đi. Nhưng mà anh phải hứa là anh không được nổi giận với em. Em chưa nói mà đã nghĩ tới chuyện anh nổi giận là sao? Thì anh cứ hứa đi đã. Có gì em nói luôn đi. Mình đang làm tất cả vì chị Khánh rồi. Mình lẻn vào phòng chị Khánh kiểm tra.